Theo Reuters, sau trận giao hữu thua 0-5 trước Celta Vigo, Ronaldo đánh giá cao Saudi Pro League hơn MLS và tuyên bố không trở lại châu Âu chơi bóng. Anh cho rằng sân chơi này hấp dẫn hơn nhiều so với MLS biến động mới của Messi. Ronaldo nói, Saudi Pro League hay hơn MLS. Tôi chắc chắn 100% rằng mình sẽ không trở lại bất kỳ đội bóng châu Âu nào. Tôi đã mở đường đến Saudi Arabia và bây giờ tất cả các cầu thủ hàng đầu đang đến đây. Sau khi rời MU, Ronaldo gia nhập Al Nassr hồi đầu năm nay. Không lâu sau đó, nhiều ngôi sao khác cũng theo chân anh, bao gồm Karim Benzema, Marcelo Brozovic, Ruben Neves, N'Golo Kanté, Sergei Milinkovic-Savic và Roberto Firmino. Ngày 21 tháng 7, Al Nassr sẽ gặp Benfica trong trận giao hữu tiếp theo tại Bồ Đào Nha trước khi di chuyển sang Nhật Bản đấu với PSG và Inter Milan vào các ngày 25 và 27 đến 7. CNN đưa tin, vé trận Inter Miami gặp Cruz Azul tại giải League Cup ngày 21 tháng 7 được kỳ vọng có sự góp mặt của Messi đã tăng chóng mặt trên thị trường chợ đen, vượt mốc 110.000 đô la Mỹ, khoảng 2,6 tỷ đồng Việt Nam, trở thành giá kỷ lục cho một tấm vé xem bóng đá tại Mỹ. Giá vé vào sân DRVPNK trở nên khan hiếm và tăng bất thường những ngày qua, nhất là sau khi M10 ra mắt Inter Miami. Ngày 18 tháng 7, Messi đã có buổi tập đầu tiên tại khu tập luyện Fort Lauderdale sau khi gia nhập Inter Miami, nơi anh tham dự lễ ra mắt. Nhiệm vụ của M10 và đồng đội là giúp Inter Miami kết thúc chuỗi 6 trận gần nhất chỉ hòa và thua. Bayern Munich xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ Kim Min-jae từ Napoli với hợp đồng đến năm 2028 và giá khoảng 50 triệu euro. Trung vệ Hàn Quốc nhận mức lương 10 triệu euro mùa tại sân Allianz Arena. Mbappé trở lại PSG để tập luyện với huấn luyện viên mới Luis Enrique sau kỳ nghỉ trước mùa giải. Tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng và quyết định cuối cùng có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Mbappé phải đưa ra quyết định trước khi tháng 8 bắt đầu. Arsenal giới thiệu bộ trang phục sân khách mới cho mùa giải năm 2023 đến năm 2024 với họa tiết độc đáo và lạ lẫm. Bộ trang phục này có tông màu xanh neon và đường kẻ màu đen uyển chuyển, được lấy cảm hứng từ bản đồ quận Islington ở London, nơi đội bóng được thành lập. Bộ áo đấu này được cho là phá cách táo bạo và ấn tượng.